What's up và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Anime Chan, lại là mình, người ẩn đây. Ở phần trước, chúng ta đã kết thúc câu chuyện ngay trước thềm trận đấu đầu tiên của Sohoku tại giải đấu tỉnh. Đang trong giai đoạn quan trọng thì đội bóng bất ngờ bị những tên côn đồ tấn công và đứng trước nguy cơ bị tước quyền thi đấu. Liệu Hanamichi và các bạn sẽ làm gì trước cơn sóng gió này? Tất cả sẽ được chúng mình kể ở video slam đăng phần 2 này. Thôi, không để mọi người chờ đợi thêm nữa, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nào. Let's go! Khi Sohoku đang rục rịch chuẩn bị cho giải đấu tỉnh thì cánh cửa phòng thể chất bật mở. Từ ngoài, một nhóm côn đồ với Mitsui đứng đầu bước vào. Chúng hét lớn gọi tên Miyagi. Nghe thấy vậy, Miyagi biết ngay có chuyện chẳng lành. Anh lập tức ra mặt để tránh xảy ra xô xát mà ảnh hưởng đến đội Sohoku. Thậm chí, chàng trai nấm lùn còn bất chấp tôn nghiêm của bản thân mà cúi đầu cầu xin lúc côn đồ kia nương tay. Nhưng mọi chuyện nào có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Mitsui, kẻ cầm đầu, đã từng bị Miyagi cho ăn đòn gãy sạch hàng tiên đạo trong mồm. Mối thù đánh mất vẻ đẹp trai đó liệu có thể coi như gió thoảng mây trôi được đâu? Vậy nên là hắn liền ra lệnh cho đàn em xử đẹp kẻ trước mặt. Một nắm đấm trời giáng nhanh chóng tiếp xúc với avatar của Miyagi, khiến anh chàng lảo đảo mà ngã nhào. Thấy đàn anh dính đòn, Hanamichi định bụng lao lên ăn thua, nhưng Miyagi đã vội lên tiếng đứng lại. Cậu muốn chúng ta bỏ lỡ giải đấu sao? Nghe đến đó, không chỉ Hanamichi mà toàn bộ đội Sohoku đều chỉ biết đứng như trời trông. Họ biết nếu bản thân ra tay thì giấc mơ kỷ niệm cuối cấp của anh Akagi sẽ tan thành tro bụi. Lúc này, không có đàn anh khỉ đột ở đây, cả đội chỉ biết dương mắt nhìn Miyagi chịu trận mà thôi. Ấy thế, nhưng có một người chẳng thể chịu nổi cảm giác đồng đội bị đánh đập, ấy chính là Rukawa. Đình chỉ thì đình chỉ, hoàng tử băng giá nào có quan tâm điều đó, cậu chỉ biết rằng những tên côn đồ kia đã làm bẩn sàn tập vì mang giày dính bùn. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, vì bẩn sàn tập chứ không phải là vì chúng đánh Miyagi đâu. Và chỉ với lý do tưởng vô sinh mà rất có thai đó mà Rukawa đã lao vào sông mái với bọn côn đồ. Thấy tên nhóc này không tầm thường, Mitsui lập tức ra lệnh cho cả bọn lao lên xử đẹp Rukawa. Đã đến nước này thì Hanamichi làm sao mà chịu nổi kỳ phùng địch thủ nổi hơn mình. Vậy là mặc cho những người đồng đội khác hay Miyagi lên tiếng can ngăn, hai con thú dữ, cặp đôi song sát mới vào của Sohoku bắt đầu một trận hốt chiến với nhóm Kondo. Tiếng ồn đánh động đến tai giáo viên, họ biết ngay đội bóng rổ lại gây ra chuyện thì lập tức lao đến giải quyết. Phen này thì nguy thật rồi, nếu giáo viên đến thì cả lũ chỉ có nước bị đình chỉ thi đấu mà thôi. Thấy vậy thì đội phó Sohoku lập tức hạ lệnh cho mọi người đóng chặt cửa phòng thể chất, bằng mọi giá phải ngăn thầy cô bước vào trước khi trận chiến kia ngã ngũ. Nhưng mà đó chỉ là cách phòng thủ thức thời thôi, mối nguy trước mắt vẫn là nhỏ Kondo, chúng người đông thế mạnh, chẳng mấy mà đội Hanamichi và Rukawa bị hạ gục. Đến bước này thì không bị tước quyền thi đấu, cũng thương tích đầy mình chẳng thể tham gia giải tỉnh được. Tiếng đánh nhau trong phòng thể chất, tiếng đập cửa của giáo viên bên ngoài hòa hợp thành thứ âm thanh ồn ào khiến đội phó chẳng thể tĩnh tâm suy nghĩ hướng đối phó cho tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Đang lúc ngàn cân treo sợi bún thì cánh cửa phòng thể chất bật mở, vậy là Akagi đã xuất hiện kịp thời. Anh trấn an giáo viên rằng đây là buổi tập bí mật vô cùng quan trọng của đội bóng, rồi lại bế quan tỏa càng. Giáo viên bên ngoài ức lắm nhưng mà đập cửa thế nào cũng không địch lại sức mạnh kinh hồn của khỉ đột. Bạn nghĩ Akagi sẽ làm gì? Lao vào hỗn chiến hay là cúi đầu van xin như Miyagi? Không, đội trưởng Sohoku chỉ lặng lặng đi đến rồi cho Mitsui một cái tát đau điếng. Cả phòng tập sau tiếng tát chua chát thì lặng thinh trong sự bàng hoàng. Thế rồi Akagi cất tiếng mắng Mitsui vì hành động lỗ mãng của anh ta. Lúc này, đội phó mới lên tiếng. Đó là người đội trưởng đang dạy dỗ thành viên đội bóng của mình. Ơ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hanamichi, Rukawa, Miyagi cùng toàn bộ thành viên đội bóng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, Mitsui chính là thành viên đội bóng Sohoku cùng lứa với anh Akagi. Không chỉ vậy, anh ta còn được mệnh danh là thiên tài với cú ném 3 điểm, MVP của giải bóng đổ trung học cấp quốc gia, một thiên tài được đánh giá còn cao hơn cả Rukawa. Thế nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi. Sau khi tham gia Sohoku vì hâm mộ huấn luyện viên Azai, sự nghiệp của Mitsui đã gặp trở ngại lớn nhất là Akagi. Chỉ vì ganh đua với anh chàng khỉ đột nọ mà Mitsui bị chấn thương. Vốn dĩ vết thương có thể lành nhanh, nhưng nhìn Akagi ngày càng tiến bộ, còn mình chỉ biết nằm viện một chỗ, cựu MVP đã không chịu nổi, cậu trốn viện để luyện tập cùng đội bóng, quyết tâm sẽ đưa Sohoku đến giải đấu toàn quốc. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, chấn thương đã tái phát, Mitsui không thể tham gia thi đấu giải cấp tỉnh. Năm đó, với duy nhất tiến phong là Akagi, Sohoku chẳng thể làm nên kỳ tích. Cuối cùng, một lần nữa, đội bóng bị đá khỏi vòng đấu cấp tỉnh. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Mitsui tự trách bản thân, sau là trách số phận. Cuối cùng, anh chàng không thể đối mặt với sai lầm của mình nên đành từ bỏ danh hiệu thiên tài của ném 3 điểm để trở thành tên côn đồ. Mọi chuyện sau đó thì như mọi người đã biết rồi đấy. Mitsui một lần nữa quay trở lại làm tổn thương đội bóng mà mình vô cùng yêu quý, một con người đáng thương hơn là đáng trách. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi, giờ đây Mitsui nào thể quay lại được như trước kia. Anh chàng vùng dậy trước mặt Akagi. Bỗng cánh cửa phòng thể chất lại bật mở, huấn luyện viên Azai, thần tượng trong lòng Mitsui đã xuất hiện. Vẫn dáng điệu như một vị Phật hiền từ, thầy bước đến an ủi tên côn đồ lạc lối được cất tiếng. Mitsui đến rồi à? Cái nhìn ấm áp của thầy như thức tỉnh sức sống, đam mê đã chết trong Mitsui. Bỗng nhiên anh chàng bật khóc và nói, em xin lỗi, em vẫn còn yêu bóng đồ rất nhiều, hãy tha thứ cho em. Phòng thể chất lặng thinh, chỉ còn duy nhất tiếng nức nở của Mitsui. Những tên côn đồ, đồng đội của anh ta cũng dừng tay.
Họ cũng hiểu Mitsui vẫn rất yêu bóng rổ, chỉ là không biết đối mặt với nó như thế nào mà thôi. Nếu người anh em đã tìm lại niềm đam mê đó rồi thì họ ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Những tên côn đồ bước ra khỏi phòng thể chất cùng lời tạm biệt, Mitsui, đây mới là nơi mày thuộc về. Tuy rằng trận ẩu đả cuối cùng đã kết thúc êm đẹp, nhưng vấn đề bị đình chỉ vẫn ở trước mắt. Sohoku lại rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng từ đâu, vị cứu tinh đích thực mang tên Hồi anh em thân ai người nơi lo của Hanamichi đã xuất hiện. Cả bọn đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm và khai man rằng chúng chính là người đánh nhau với Lokondo, đội bóng chỉ là vô tình bị kéo vào mà thôi. Vậy là bốn đứa bị đình chỉ, còn đội bóng thì bị nhân vô sự. Không chỉ vậy, đội còn kết nạp được lại tay ném bóng 3 điểm cứu khôi Mitsui nữa chứ. Sohoku mạnh hơn bao giờ hết. Hanamichi à, cậu nên cảm ơn lũ anh em cây khế của mình đi nhờ. Trận đấu đầu tiên của Sohoku may mắn thay lại là Miradai, một đội bóng không quá đáng sợ. Với tiên phong là Akagi, ném 3 điểm Mitsui, hậu vệ Miyagi và hai tân thủ tài năng, chắc chắn đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của Sohoku cho mà xem. Tưởng như ngon ăn là vậy nhưng mà vấn đề lớn nhất lại nằm ở chính thiên tài to mồm Hanamichi. Thì sao á? Vì anh chàng này liên tục phạm lỗi. Do chưa từng tham gia một trận đấu đích thực, cộng thêm bản tính nóng như cái đầu nên là Hanamichi dễ dàng bị đối thủ khiêu khích. Cậu lao vào cứ cướp bóng rồi phạm lỗi, cướp bóng rồi phạm lỗi, vòng lặp liên tục diễn ra làm Hanamichi lại càng thêm phần mất bình tĩnh. Thậm chí là chàng trai tóc đỏ còn nổi nóng với chính trọng tài. Cuối cùng thì con số phạm lỗi đã lên đến tận 5 lần và theo luật phạm lỗi đến chừng đó thì sẽ bị đuổi ra khỏi sân. Vậy là Hanamichi chỉ mất chưa đến 10 phút để biến mất khỏi trận bóng. Chắc là phải đổi tên là thiên tài chớp nhoáng mới đúng. Ở phía mặt trận còn lại, Rukawa lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cậu liên tục khẳng định vị thế thiên tài bóng rổ đích thực của mình. Thậm chí là ngay cả khi Miradai, dù đến con át chủ bài là một cốt xe tăng từng chơi bóng bổ dục để cản phá, thì họ cũng không theo được sự linh hoạt, tốc độ cùng khả năng ứng biến hơn người của Rukawa. Nhìn thấy khả năng dẫn bóng thần sâu đó, tất cả khán giả đều hò reo cổ vũ. Tựa hồ hoàng tử băng giá đã biến thành idol của nhà thi đấu vậy. Thấy thế, người cũng nổi nhưng mà theo hướng tiêu cực, Hanamichi càng nổi nóng vạn phần. Cậu muốn lao vào thử thêm lần nữa nhưng mà tất nhiên là trọng tài không cho. Vậy là chàng trai tóc đỏ chỉ biết dương mắt nhìn trận đấu kết thúc với chiến thắng của Sohoku. Tất nhiên rồi. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là ngôi sao ngày hôm nay mang tên là Rukawa chứ không phải là Hanamichi. Cày quá là cày. Mà may là không có Haruko ở đây ấy, nếu không mà thanh niên tóc đỏ phải chui xuống đất mà trốn mất. Quên, kiểu gì chẳng phải trốn vì cả tỉnh đã truyền tai nhau với huyền thoại phạm lỗi vào sân không quá 5 phút là Hanamichi rồi còn gì. Nhưng mà không sao, thua keo này thì ta bày keo khác. Đây mới là trận đấu đầu tiên, trận tiếp theo chắc chắn Hanamichi sẽ... Chưa quá 5 phút trận 2, Hanamichi lại đã phạm quá 5 lỗi. Và lại một lần nữa chàng trai tóc đỏ lại phải dương mắt nhìn Sohoku giành chiến thắng mà không có mình. Đến nước này thì người lạc quan nhất cũng phải rơi vào trầm cảm mà thôi. Chẳng còn cách nào khác, Hanamichi buộc lòng phải hạ cái tôi cao chót vót xuống để đi nhờ Akagi huấn luyện mình. Trước khi muốn trở thành thần tượng trong lòng Haruko, cậu nhất định phải trụ sân đến phút cuối cùng. Nhìn thằng em rể tương lai ngô ngơ quyết tâm như vậy, trái tim khỉ đồi cũng bị hạ gục. Akagi liền từ tốn cất tiếng. Đừng phạm lỗi nữa. Hả? Chỉ có vậy thôi á? Vâng, chỉ có vậy thôi. Mặt Hanamichi cũng nghệt ra như bạn lúc này vậy. Nhưng mà sự thật là quái có bí quyết nào để không phạm lỗi đâu. Cách duy nhất khắc phục tài năng thần thánh này của Hanamichi chỉ có luyện tập và luyện tập mà thôi. Nhưng mà chàng trai tóc đỏ không chấp nhận điều đó. Cậu hậm hực bỏ về trong khi mồm vẫn không ngừng nguyền rủa tên kỳ đồ chết tiệt. Luyện tập, không hướng dẫn thì luyện tập kiểu éo gì. Thế này thì bao giờ Hanamichi mới có thể đánh bại tên Rukawa đẹp trai, ngầu lòi, thân tượng cho lò Haruko đấy chứ. Đang suy nghĩ đến việc bỏ cuộc thì Hanamichi đã bị thu hút bởi ánh đèn đằng xa. Thì ra là trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, cậu đã vô tình đi đến nhà thể chất trường. Rốt cục muộn thế này thì liệu còn ai đang tập bóng rổ nữa nhở? Hiếu kỳ, Hanamichi liền lén nhìn qua khe cửa. Và không bất ngờ lắm, đập vào mắt cậu là hình ảnh Rukawa đang luyện tập ném bóng hết mình. Mặc dù bản thân luôn được xem là thiên tài nhưng mà hoàng tử băng giá chưa bao giờ quên đi việc luyện tập. Chỉ có cố gắng hết sức vượt lên giới hạn bản thân thì cậu mới không để khả năng của mình bị thu chột mà thôi. Đấy, đến cả người giỏi vậy còn luyện tập thì có chăng không lý nào tên gà mờ như Hanamichi lại bỏ cuộc cả. Nếu chỉ hai thất bại vậy mà đã bỏ chạy thì sao chàng trai tóc đỏ có thể xứng với nữ thần Haruko được. Nghĩ là làm nên là Hanamichi lập tức chạy đến công viên và luyện tập ném bóng điên cuồng. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Hanamichi đã không bị đuổi khỏi sân từ sớm vì cậu mệt quá ngủ luôn tại sân tập mà quên bén mất trận bóng quan trọng ngày hôm nay. Và khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì chàng trai tóc đỏ mới bàng hoàng tỉnh giấc. May mắn thay, Hanamichi đã kịp đến trận đấu ở những phút giây cuối cùng. Ngay bây giờ, cậu sẽ cho cả sân đấu thấy thành quả luyện tập không mệt mỏi của cậu. Tuyết tuyết, đúng là thành quả vĩ đại. Hanamichi bị đuổi ra khỏi sân khi thời gian trôi qua còn chưa đến 3 phút. Vua phạm lỗi, đúng là vua phạm lỗi. Lúc này thì chàng trai chỉ biết hét lên, đờ mơ cuộc đời. Tên khỉ đồ chết tiệt, anh lừa tôi. Hanamichi một lần nữa rơi từ đỉnh cao hy vọng xuống hố sâu tuyệt vọng. Pha này thì đúng là trầm cảm thật sự rồi. Chàng trai tóc đỏ buồn rầu nghĩ đến chuyện chui về lòng đất mà cất poster Haruko thôi. Đang lúc tuyệt vọng thì bất ngờ nữ thần đã kịp xuất hiện và tiêm cho cậu một liều vitamin gái. Cô gái hứa rằng là bản thân sẽ cùng cậu luyện tập.
đồng thời cũng an ủi. Tuy rằng Hanamichi có thể phạm lỗi nhưng mà trước khi ra khỏi sân, cậu hãy cố gắng cống hiến nhiều nhất cho đội bóng. Tuy không thể trụ sân đến giây cuối cùng, Hanamichi vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình mà. Đại khái là thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm ấy. Nghe đến đó thì chàng trai tóc đỏ như được triết lý của gái thức tỉnh, cậu quyết tâm ở trận đấu tiếp theo mình sẽ trở thành vua bắt bóng bật bảng để lu mờ đi ô danh vua phạm lỗi của mình. Nghĩ là làm, đôi trai gái lao vào luyện tập đêm quên ăn ngày quên ngủ. Cuối cùng thì sau bao cố gắng, ngày gặt hái thành quả đã đến, trận đấu thứ tư của Sohoku chính thức bắt đầu. Trước khi tiếng còi báo hiệu vang lên, mọi người trên khán đài đều cảm thấy tên tóc đỏ thất bại mọi khi có gì đó rất là khác. Chắc hẳn cậu đã mài dỗ bản thân để không còn phạm lỗi nữa. Chắc chắn là... Không, Hanamichi vẫn phạm lỗi và bị đuổi khỏi sân. Nhưng mà ít nhất trước đó thì cậu đã khẳng định được tài năng của mình bằng những cú bắt bóng bật bảng thân sâu, gián tiếp góp phần vào chiến thắng sau cùng của Sohoku. Chứng kiến những điều đó, không chỉ khán giả mà các tuyển thủ của đội bóng khác cũng phải tròn mắt bất ngờ. Họ nghĩ rằng bên cạnh Rukawa thì tên Hanamichi này cũng là một nhân tố thú vị của Sohoku. Vậy là sau 4 trận bóng, mặc dù Sohoku chưa chạm mặt đối thủ nào đó quá mạnh, tuy nhiên thì đây lại là bước quan trọng để Hanamichi làm quen với nhịp độ và luật lệ của một trận đấu bóng rổ thật sự. Tên gà mờ ngày nào cuối cùng đã hạn chế phạm lỗi, cũng như biết đâu là điểm mạnh của mình để phát huy. 4 trận đấu này chính là khoảng thời gian luyện tập thực chiến quý giá của tên gà mờ tóc đỏ. Tất cả chỉ để chuẩn bị cho kình địch thật sự của Sohoku ở trận vòng loại cuối cùng là Sojo. Đội bóng suýt vô địch giải đấu cấp tỉnh này chính là đối thủ đáng sợ mà chẳng ai muốn gặp phải ở giây phút này. Không giống như đội bóng trước đây từng đối đầu với Sohoku, Sojo là một kình địch thật sự. Năm ngoái, chính họ đã lọt vào vòng chung kết tỉnh và có một trận chiến vô tiền khoáng hậu với Kainan, đội bóng vô địch. Điểm mạnh của đội bóng này chính là những thành viên có chiều cao vượt trội, thậm chí khi so sánh với khỉ đột Akagi thì cũng chỉ như 1.9-1.10 mà thôi. Với lợi thế đó nên là họ có thể dễ dàng cản những cú lên bóng của các thành viên Sohoku, đồng thời có pha ghi bàn vượt quá tầm với đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Sojo còn sở hữu một vũ khí sắc bén khiến các đội bóng đều phải khiếp sợ đôi phần, đó là đội trưởng Fujima. Cậu ta nắm vị trí hậu vệ cũng đồng thời là huấn luyện viên của đội bóng. Trước khi Fujima vào trường thì Sojo vẫn chỉ lẻ đẹt bét bảng, nhưng mà khi có cậu dẫn dắt, đội bóng đã vươn lên vị trí ngang hàng Kainan. Không qua khi nói rằng Fujima là một cầu thủ toàn năng, người sở hữu cái đầu lạnh, sự quyết đoán của huấn luyện viên cũng như khả năng điều khiển bóng, kiểm soát nhịp độ trận đấu của hậu vệ. Với những điều đó, Fujima thực sự là trở ngại lớn nhất của Sohoku. Người duy nhất được thầy Anzai đặt niềm tin có thể đối đầu với hậu vệ thiên tài này không ai khác chính là Miyagi. Nhưng mà liệu anh chàng nấm lùn có làm được điều lớn lao đó không? Nói thật thì chẳng ai dám chắc, nhưng mà trận bóng đã sắp bắt đầu rồi, huấn luyện viên Anzai chỉ còn biết hy vọng vào các học trò của mình mà thôi. Và tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, Sohoku nhanh chóng để bóng rơi vào tay trung phong Hanagata của Sojo. Với lợi thế chiều cao của mình, anh chàng cứu các đồng đội dễ dàng đưa bóng vào rổ trong sự bất lực của những Akagi, Mitsui, Miyagi. Mặc dù trang hậu vệ của Sohoku đã rất cố gắng giành bóng và sử dụng cơ thể linh hoạt cùng tốc độ hơn người để tiến đến rổ đối phương, tuy nhiên gặp phải hàng cầu thủ toàn trên 1m8 thì thật khó để những người chiều cao hạn chế có thể làm gì được. Ngay cả khi Miyagi nghĩ đến chuyện truyền cho Mitsui ở vòng ngoài để thực hiện cú ném 3 điểm thì cũng là điều bất khả thi vì chân trời, dưới đất đều bị Sojo bao vây mất rồi. Cứ thế Sohoku hoàn toàn bất lực trong cả việc phòng ngự lẫn phản công. Cách biệt tỷ số giữa hai đội càng lúc càng bị kéo giãn. Thế này e rằng Sohoku lành ít dữ nhiều rồi, đã thế còn là Fujima chưa vào sân nữa chứ. Nếu cậu ta mà rơi khỏi băng ghế một phát thì chẳng khác nào cả bọn phải giơ tay đầu hàng sao. Lúc này thì Sohoku đang cần lắm một cú úp rổ để cứu lấy tinh thần đang tụt xuống không phanh của các cầu thủ. Và Sohoku không mất quá lâu để điều kỳ diệu đó diễn ra đâu. Trong thoáng chốc, hoàng tử băng giá Rukawa từ đầu lao đến cướp bóng, một mình cậu lao qua hàng cầu thủ cao kêu như trốn không người. Trong sự ngơ ngàng của Hanagata và đồng đội, Rukawa lấy được điểm đầu tiên cho Sohoku, cả khán phòng rung lên tên của thiên tài bóng rổ. Còn Akagi, Mitsui và Miyagi cũng lấy lại tinh thần. Họ không thể bỏ cuộc như thế này được, ước mơ của đội bóng là giải bóng rổ toàn quốc cơ mà. Với ngọn lửa nhiệt huyết được thắp sáng lại, cả bốn người lao lên quyết ăn thua với Sojo. Ngay cả Hanamichi, vua phạm lỗi, cũng bị thu hút bởi sự cuồng nhiệt này. Cậu quyết tâm rằng mình sẽ không để thua tên Rukawa chết tiệt đó. Hanamichi này phải cho mọi người thấy mình là vua bắt bóng bật bảng. Nhờ cú hích tinh thần của Rukawa, Sohoku đã lột xác trong sự ngơ ngàng của Sojo. Miyagi lao lên, điều bóng giữa hàng người khổng lồ. Không ai ở sân đấu này có thể đổ lại anh về khoản tốc độ cả. Nhanh thoăn thoắt, anh chàng chuyền vội bóng ngược lại cho Mitsui. Không ai kém mình, anh ta liền tung ngay cú ném 3 điểm huyền thoại, khẳng định danh hiệu MVP năm nào của mình. Không chỉ có Mitsui, Akagi cũng chẳng kém cạnh. Anh chàng đã lao lên như một cỗ xe tăng khiến Hanagata cũng phải lo sợ vài phần. Rồi cuối cùng, Akagi thực hiện cú úp rổ khí đột thương hiệu của mình nhằm rút ngắn tỷ số với Sojo. Chứng kiến Sohoku đang dần sát mặt tỷ số, Fujima ở ngoài sân cũng phải đứng dậy, trực vào sân. Ấy thế nhưng mà Hanagata không muốn giết gà mà phải sử dụng đến dao mổ trâu. Anh ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn mà chưa cần phải tung ra át chủ bài. Nghĩ là làm, Hanagata dẫn đội bóng lao lên giành lại những điểm đã mất trước đó. Ngay lúc này, trận đấu nghiêng về một phía đã trở thành cuộc cánh đùa sát nút giữa Sojo và Sohoku. Nhưng ấy là khi thiên tai bóng rổ Hanamichi chưa ra tay mà thôi. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu chưa tỏa sáng. Đối với một đội có chiều cao vượt trội như Sojo thì khả năng bắt bóng bật bảng chính là yếu tố cần thiết cho chiến thắng.
Lúc này, ở chiến tuyến, Hanagata liên tục ghi bàn trong sự bất lực của Sooku. Mặc dù Rukawa và Akagi có thể cản được nhưng mà như vậy đồng nghĩa với việc sẽ giảm đi người có thể ghi bàn. Biết được điều đó, Hanagata tăng cường tấn công, gây áp lực cho Sooku. Nếu cứ giữ thế kéo co này mãi thì e rằng đến cuối trận kết quả thua là không thể tránh khỏi. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Hanamichi bất ngờ lao lên bắt bóng bật bảng cứu nguy cả đội. Trong chớp mắt, cậu chuyền ngược bóng cho Miyagi góp phần cho cú phản công ngay sau đó. Chuyện này là sao chứ? Không phải hắn chỉ là một tên gamer thôi sao? Chẳng nhẽ đó là ăn may? Hanagata thầm nghĩ. Nhưng mà rất tiếc, đó là suy nghĩ sai lầm. Sau giây phút ấy, Hanamichi liên tục bắt bóng bật bảng, thậm chí cậu còn nhảy cao hơn cả những cầu thủ Sojo để giành được bóng. Quả không sai khi nói người bắt bóng bật bảng chính là kẻ điều khiển trận đấu. Trong thoáng chốc, Sooku giành được lại thế chủ động và dễ dàng san bằng tỷ số. Chuyện đã đến nước này thì Fujima chẳng còn có thể ngồi yên được nữa. Anh chàng với chiều cao trung bình cởi bỏ áo khoác ngoài rồi tiến đến phía trọng tài. Em xin phép được thay người. Đây rồi, đối thủ đáng gờm của Miyagi, một trong ba hậu vệ được đánh giá cao nhất toàn tỉnh, Fujima đã chính thức vào trận, dường như báo hiệu một cái kết không mấy khả quan cho Sooku. Không mất quá nhiều thời gian để Fujima thổi một làn gió mới cho Sojo, anh lao lên thoăn thoắt như một chú sóc và cướp bóng trong tay đội Sooku. Ngay cả Miyagi cũng khó lòng đuổi kịp con người này. Rồi, với khả năng điều bóng của mình, anh truyền lại cho Hanagata ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tốc độ này cùng với phản xạ đó, đây là một trong những hậu vệ đứng đầu tỉnh sao? Thật đáng sợ. Mỗi giây phút trôi qua, Fujima dần lấy lại được những điểm đã mất cho Sojo. Tuy rằng Hanamichi có cố gắng bắt bóng bật bảng nhiều như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào đọ lại khả năng điều bóng thần sâu của Fujima. Không chỉ vậy, hậu vệ Sojo còn nhìn ra điểm yếu chí mạng của anh chàng tóc đỏ này. Tuy rằng cậu ta là một người có tài nhưng mà tân thủ thì vẫn là tân thủ, chỉ cần khiêu khích là Hanamichi dễ dàng mắc bẫy và phạm lỗi mà thôi. Và với chiến lược đó, chẳng mấy chốc khả năng bắt bóng bật bảng của chàng trai tóc đỏ đã bị hạn chế. Tuyết, tiếng còi trọng tài lần thứ tư vang lên, Hanamichi đã mắc 4 lỗi, chỉ còn một lần nữa thôi cậu sẽ bị đuổi khỏi sân. Chính điều này đã vô tình tạo áp lực lên chàng trai, khiến cậu không dám xông phá bắt bóng bật bảng như lúc trước. Vậy là kế hoạch của Fujima đại thành công, không có người bắt bóng bật bảng thì cả thế trận này đều nằm trong tay Sojo. Hiểu được tương lai thua cuộc đã đến rất gần với Sooku, huấn luyện viên Azai liền dùng quyền hội ý. Theo ông thì cách duy nhất để chống lại Sojo chỉ có thể trông chờ vào khả năng bắt bóng bật bảng của Hanamichi và cú ném 3 điểm của Mitsui mà thôi. Đối đầu với một đội nhiều người cao như Sojo thì khả năng phòng ngự, phản công nhanh là vô cùng cần thiết. Mitsui và Hanamichi chính là mảnh ghép không thể thiếu cho chiến thắng của Sooku. Nghe được những điều này, cả hai chàng trai bỗng chốc bừng tỉnh, họ nhận ra bản thân không thể bỏ cuộc như thế này được. Thấy Anzai đã tin tưởng như vậy thì mình cũng phải hết lòng cố gắng thôi. Tuy nhiên thì nói vậy chứ Hanamichi vẫn sợ lắm, cậu chỉ có một lần phạm lỗi nữa thôi là ra khỏi sân rồi. Vừa phải tập trung bắt bóng vừa phải cố gắng tránh va chạm, điều này khiến chàng trai tóc đỏ chẳng thể phát huy 100% sức lực được. Phía mặt trận còn lại, Fujima cũng nhận ra ý đồ dùng Mitsui để thực hiện cú ném 3 điểm, rút ngắn khoảng cách tỷ số. Biết được điều này, anh chàng vội vạch ra chiến lược cho ba người kèm Mitsui. Tuy nhiên, đó lại là con dao hai lưỡi, bởi tốn nhân lực như vậy thì chẳng lấy đâu ra người lo các mũi tiến công của Akagi và Rukawa được. Đáng lúc rơi vào khó khăn thì Hasegawa, người từng đối đầu với Mitsui trong trận chung kết giải bóng rổ cấp 2 đã đứng lên. Anh muốn một kèm một với cựu MVP để chứng minh mình không còn là kẻ bại trận như xưa. Thời đôi mắt sáng rực nhiệt huyết đó, Fujima cũng phải gật đầu đồng ý. Tiếng còi vang lên, hội ý đã hết. Sooku và Sojo bước vào những giây cuối cùng với tỷ số cách nhau là 12 điểm. Quả đúng như tin liệu của huấn luyện viên Azai, Sojo hoàn toàn lép vế bởi khả năng ném 3 điểm của Mitsui. Tuy nhiên thì Hasegawa vẫn kịp thời cản bước những cú ném chuẩn xác đó bằng cách hy sinh ngón tay của mình để làm chệch hướng bóng. Trước có thể khó khăn nhưng mà càng về sau, chiến thuật một kèm một càng tỏ rõ sự hiệu quả. Sooku bị khóa tấn công, còn Sojo có hai mũi tên mạnh mẽ là Fujima và Hanagata nên con số 12 vẫn cứ thế được đảm bảo. Không, Mitsui không cho phép mình bỏ cuộc như thế này được. Anh chàng bất chấp bức tường khổng lồ do Hasegawa tạo ra, cố gắng hết sức không để phụ lòng huấn luyện viên Anzai. Thầy đã đưa anh trở lại vào bóng rổ, vậy nên anh không thể dừng chân tại đây được. Biết vậy, Mitsui lao lên, thực hiện một cú ném không tưởng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Anh chàng ngả lưng về sau, tạo khoảng trống cho đường bóng. Ngón tay của Hasegawa đã không thể cản được cú ném 3 điểm của Mitsui. Cuối cùng, Mitsui cũng thành công, anh chàng đã không phụ lòng huấn luyện viên Anzai mà giành được vinh quang. Giờ đây, khoảng cách giữa Sooku và Sojo chỉ còn là 3 điểm. À không, chúng ta đã nhầm. Ngay khi mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng về cú ném thần sâu của Mitsui thì Rukawa đã từ đâu lao đến, cậu như một cơn gió lạnh lướt qua sân đấu. Vô hình, vô ảnh, Rukawa nhanh chóng đưa bóng vào rổ của Sojo, trực tiếp giúp Sooku san bằng tỷ số với đối thủ. Giờ đây, trận đấu đã trở lại thế kéo co như trước khi Fujima bước vào sân rồi. Vậy là tất cả mọi người đều tỏa sáng, giờ chỉ còn chờ Hanamichi mà thôi. Cậu ta vẫn run như cầy sấy vì nỗi ám ảnh mang tên phạm lỗi mà chẳng thể phát huy 100% công lực được.
Thấy thằng ông nọ vẫn cứ đứng im như phỗng, Rukawa lúc này không chịu được nữa. Cậu ta liền tới gần của Jack Hanamichi là người thừa trong trận đấu này. Nếu không làm được gì thì đúng là tên tóc đỏ nọ nên ra khỏi sân thôi. Lời nói tuy sát thương ít nhưng mà tính xúc phạm thì vô cùng cao. Không chịu được tên mình ghét châm chọc, Hanamichi liền thét lên đầy nóng giận rồi lại đập thẳng đầu xuống đất. Chuyện gì ấy? Tên ngốc này muốn đánh nhau à? Nhưng mà không, Hanamichi chỉ muốn đập cho bản thân mình thức tỉnh mà thôi. Cậu ta sợ cái gì cơ chứ? Chẳng phải Haruko đã nói không quan trọng ở trong sân bao lâu, mà quan trọng là cậu làm được gì cho đội bóng hay sao? Hiểu được điều này, Hanamichi không còn lo sợ số 4 đã nguyền rủa nữa. Chàng trai tóc đỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần và làm điều bản thân giỏi nhất là bắt bóng mật bảng. Trong sự ngơ ngàng của Hanagata, Hanamichi chẳng biết từ đâu giành được bóng mật bảng đối phản công ngược. Ngay cả hậu vệ với tốc độ siêu phàm như Fujima cũng chẳng theo kịp được con quái vật này. Và rồi, từ cơn lốc đỏ, Hanamichi lao qua sân bóng. Hasegawa, Hanagata quay người phòng thủ nhưng cũng không chống đỡ được tên nhóc có sức bật kinh hồn. Đây thôi, 4 trận trước đó, chẳng phải lúc này là giây phút mà Hanamichi vẫn đang mong đợi hay sao? Rầm! Đồ của Sojo rung lên, khuấy động trái tim tất cả mọi người trong khán phòng. Ngay cả những tay chơi bóng kỳ cựu như Fujima cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. Không thể tin được, tên gà mờ mà tất cả từng gọi là vua phạm lỗi đã làm được một điều không tưởng, đó là ghi điểm bằng một cú đăng. Lần đầu tiên trong suốt trận đấu, Sohoku đã vượt lên Sojo và đó là nhờ công của Hanamichi. Thật là tuyệt vời! Tuyết, Hanamichi phạm lỗi lần thứ 5, bị đuổi khỏi sân. Hả? Chàng trai tóc đỏ tròn mắt ngạc nhiên, ngay khi bản thân mới lên cao thì cái danh vua phạm lỗi đã đạp cậu xuống địa ngục. Ôi sao đây, cậu lại quay về cái mang heo mà thôi. Nhưng mà đó là điều Hanamichi nghĩ. Thực tế thì mọi người chỉ quan tâm đến cú đăng thần sầu của cậu mà thôi. Cả khán đài người người nhà nhà hò reo, chơi hay lắm cậu tóc đỏ ơi. Phải vậy chứ, thật là tuyệt vời. Lần đầu tiên trong cả giải đấu, Hanamichi cảm nhận được không khí chiến thắng thật sự. Cuối cùng thì cậu cũng có thể tự hào bước ra khỏi sân như một người hùng. Vậy là Hanamichi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Phần còn lại của cậu cứ đợi đội phó của Sohoku lo. Anh bước vào sân thay cho chàng trai tóc đỏ khi thời gian chỉ còn tính bằng giây. Chỉ cần Sohoku giữ được tỷ số như hiện nay thì họ sẽ có thể giành chiến thắng trước Sojo. Một bên hết sức tiến công, một bên dốc lòng phòng ngự. Liệu ai sẽ giành chiến thắng đây? Giây phút quyết định của trận chiến giữa Sojo và Sohoku chính thức bắt đầu. Fujima dốc hết sức lực để dẫn bóng đến dưới rổ của đối phương, còn Hanagata dùng chiều cao của mình để gây sức ép. Tuy nhiên thì lúc này Sohoku đã rất khác, đội phó mặc dù không phải một cầu thủ mạnh nhưng mà kỹ thuật và kinh nghiệm thì có thừa. Anh ấy đã kết hợp của Akagi để tạo nên lớp phòng thủ đáng ngại đối với Sojo. Không, Sojo không thể thua như thế này được. Năm nay là năm cuối của Fujima, toàn đội Sojo phải đưa đàn anh vào đêm chung kết, vượt qua kình địch Kainan để làm món quà cảm ơn công sức bấy lâu nay Fujima bỏ ra vì toàn đội. Với quyết tâm đó, Sojo bứt phá tiềm năng, dốc hết sức tiến công, nhưng mà thời gian chỉ còn vài giây cuối cùng, liệu có hy vọng nào cho hai chiếc chiến thắng không? Và những giây cuối cùng, hy vọng đó đã đến, đội Sojo đã tạo được khoảng trống để thực hiện cú ném quyết định. 120 giây cuối, bóng trong tay Fujima, anh chàng thực hiện cú ném 3 điểm. Đội phó lao lên cản được đường bóng, bóng đập vào rổ, cả Hanagata và Akagi lao lên giành bóng bật bảng khi đó đã thành công phá bóng. 60 giây cuối, bóng về tay đội phó, Hasegawa lao lên cướp bóng nhưng đội phó đã kịp chuyền cho Miyagi. Fujima cố gắng ngăn cản những bóng đã ngoài tầm với của anh. 54 giây cuối, Akagi hét lớn, phòng thủ, quay về phòng thủ. Còn Fujima gào lên như muốn rách cổ họng, tiến công, tiếp tục tiến công. 30 giây cuối, Fujima giành được bóng về tay và tiến công nhưng gặp sự cản trở của đội phó Sohoku. Hasegawa muốn giúp nhưng anh đã bị Akagi kèm chặt. 15 giây cuối, bóng rời tay Fujima nhưng không vào rổ mà bị rơi ra ngoài. 10 giây cuối, 5 cầu thủ Sohoku tạo thành bức tường phòng thủ vững chắc dưới rổ. Fujima và Hanagata chỉ biết bất lực giữ bóng trước hàng phòng ngự đó. 5 giây cuối, Fujima với chiều cao hạn chế không thể công được, anh chỉ còn biết chuyển bóng cho Hanagata và hy vọng vào một điều kỳ diệu. 3 giây cuối, Hanagata ngả người về sau, thực hiện cú ném 3 điểm quyết định, cách biệt Sohoku và Sojo là 2 điểm, nếu vào thì họ có thể đảo ngược tình thế. 2 giây cuối, bóng gần chạm vào rổ trong sự bất lực của Sohoku, Akagi chỉ còn biết cầu nguyện, làm ơn đừng vào. 1 giây cuối, bóng lăn trên mép rổ, tất cả không dám thở mạnh mà chỉ thầm tin vào hai tiếng may mắn và... Bóng rơi ra ngoài, đồng hồ điểm về không, tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc, Sohoku giành chiến thắng 6-2-6-10 trước Sojo. Toàn đội Sohoku hét lên khúc ca khải hoàn, họ đã giành chiến thắng rồi, họ đã có thể bước vào vòng bảng của giải đấu tỉnh, họ đã bước thêm một bước đến ước mơ của mình rồi. Còn về phía Sojo, họ đã khóc, lần đầu tiên họ rơi nước mắt, những giọt nước mắt tiếc nuối, vậy là Fujima đã bỏ lỡ ước mơ của mình rồi. Toàn đội Sojo chỉ biết khóc và vạn phần xin lỗi vì không thể đền đáp được công sức 3 năm qua của Fujima dành cho họ. Xin lỗi, giá như họ có một huấn luyện viên giỏi như thầy Anzai thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Fujima bước lên, anh đã thua nhưng là một trận thua vinh quang vì đội trưởng tự hào nói khi hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô. Thật sự cảm ơn các cậu Sohoku. Và đó là chúng ta vừa đi qua vòng loại trực tiếp của giải đấu toàn tỉnh rồi. Bạn có cảm thấy trận đấu giữa Sojo và Sohoku thật là thú vị không? Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi trận chiến kịch tính hơn ở phía sau với những Kainan, Rionan. Nếu bạn hào hứng với chúng thì hãy chia sẻ xuống dưới phần bình luận nhé. Nếu thấy video này hay, đừng tiếc một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung thú vị ở trong tương lai nhé. Một lần nữa, mình là Người Nấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!